Cô chào các con. Vui mừng chào đón các con quay trở lại với giờ học âm nhạc trong những ngày đầu năm mới. Các con thân mến, ở tiết học trước, cô đã hướng dẫn các con học tiết 2 chủ đề 5 mùa xuân. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau học tiết 3 với các nội dung đọc nhạc, luyện đọc các nốt của hợp âm đô trưởng, bài đọc nhạc số 5, nhạc cụ, hòa tấu, trải nghiệm và khám phá, thể hiện âm hình tiết tấu bằng các động tác gõ vỗ lên mặt bàn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, đọc nhạc. Ở nội dung đọc nhạc, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các nốt của hợp âm đô trưởng và bài đọc nhạc số 5. Trước hết, cô mời các con hãy cùng luyện đọc gam đô trưởng và các nốt trục. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các nốt của hợp âm đô trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đọc bài đọc nhạc số 5. Bài đọc nhạc số 5 là một bài đọc nhạc viết ở nhịp 4-4. Cao độ gồm có các nốt Do, Re, Mi, Fa, Son, La. Về trường độ gồm có các hình nốt trắng, đen và móc đơn. Bài đọc nhạc số 5 gồm có hai bè. Bè 1 có 4 nét nhạc. Mỗi nét nhạc gồm có hai ô nhịp. Ô nhịp thứ hai nhắc lại ô nhịp thứ nhất. Bè 2 là một âm hình giai điệu Do, Son, Do được lặp đi lặp lại. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau luyện tập tiết tấu nhé. Mời các con luyện tập thêm một lần nữa. Trước khi vào đọc nhạc, cô mời các con hãy cùng lắng nghe và làm quen với giai điệu của bài đọc nhạc số 5. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc từng nét nhạc của bè 1. Mời các con nghe nét nhạc thứ nhất. Các con đọc cho cô nào. 3, 4. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 3, 4. Chúng ta sẽ chuyển sang đọc nét nhạc thứ hai. Mời các con lắng nghe một lần. Các con đọc cho cô nét nhạc thứ hai nào. 3, 4. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 3, 4.
Cô mời các con cùng ghép nét nhạc thứ nhất và nét nhạc thứ hai. 3, 4. Chúng ta đọc thêm một lần nữa. 3, 4. Chúng ta đọc cho cô nét nhạc thứ ba. Các con cùng lắng nghe một lần nhé. Mời các con cùng đọc nào. 3, 4. Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. 3, 4. Mời các con đọc nét nhạc thứ tư. Chúng ta nghe một lần. Các con cùng đọc nào. 3, 4. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. 3, 4. Cô mời các con cùng ghép cho cô nét nhạc 3 và nét nhạc 4. 3, 4. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nào. 3, 4. Như vậy chúng ta đã đọc xong 4 nét nhạc của bài 1 rồi. Bây giờ các con sẽ cùng ghép cho cô cả 4 nét nhạc một lần nhé. 3, 4. Chúng ta sẽ chuyển sang đọc bè 2 của bài đọc nhạc. Các con ạ, bè 2 chính là nét nhạc thứ tư của bè 1, được lặp đi lặp lại 4 lần. Vì vậy các con sẽ nghe nhạc và đọc luôn nhé. Chúng ta đã đọc xong hai bè của bài đọc nhạc rồi. Bây giờ các con sẽ đọc hoàn chỉnh cả bài kết hợp gõ phách của nhịp 4/4 cho cô. Đầu tiên các con hãy đọc bè 1. Khi đã thành thạo, các con chuyển sang đọc bè 2. Mỗi bè các con có thể đọc đi đọc lại nhiều lần nhé. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa nhé. Thank you.
theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung nhạc cụ. Quan sát bản nhạc bài hòa tấu, các con sẽ thấy bài hòa tấu gồm có 3 bè. Bè 1 và bè 2 chính là giai điệu của bài đọc nhạc số 5, được chơi theo kiểu bè đuổi. Bè 2 bắt đầu sau bè 1 hai ô nhịp, còn bè 3 chỉ chơi duy nhất một hợp âm đô trưởng. Mời các con hãy cùng luyện tập bè kèn phím 1 và 2. Các con chú ý chơi theo đúng số ngón tay mà cô đã ghi trên bản nhạc nhé. Nét nhạc thứ nhất và nét nhạc thứ hai. Chúng ta chơi thêm một lần nữa nào. Mời các con chuyển sang chơi nét nhạc thứ 3 và nét nhạc thứ 4. Các con chơi lại một lần nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ghép cả 4 nét nhạc của bè 1 và bè 2 nhé. Ở bè 3 đệm hợp âm, các con lưu ý bấm hợp âm đô trưởng gồm 3 nốt Đô, Mi, Son theo tiết tấu Đen, đen, trắng, đen, đen, trắng và lặp đi lặp lại 4 lần. Các con cùng chơi bè hợp âm nhé. Chúng ta chơi thêm một lần nữa nào. Trước khi chúng ta cùng nhau hòa tấu ba bè nhạc cụ, cô mời các con hãy xem một video mẫu sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép các bè nhạc cụ. Lưu ý khi ghép, chúng ta chơi 2 lần nối tiếp nhau. Bè 2 vào sau bè 1, 2 ô nhịp. Các con có thể mở nhạc đệm và chơi nhiều lần. Sau khi thành thạo bè này thì chuyển sang chơi bè khác nhé.
Chúng ta cùng hòa tấu thêm một lần nữa nhé. Nội dung cuối cùng của tiết học hôm nay đó là phần trải nghiệm và khám phá. Ở phần này, các con sẽ sử dụng các động tác gõ, vỗ tay lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết tấu ở sách giáo khoa trang 37. Sau đó, ứng dụng đệm cho bài hát Mùa xuân em tới trường. Trên màn hình là 3 ví dụ các động tác gõ, vỗ tay lên mặt bàn theo âm hình tiết tấu đen, lặng, đen, lặng. Đen, 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 lặng. Các con hãy quan sát và luyện tập theo. Với 3 kiểu gõ này, các con có thể ứng dụng để đệm cho bài hát Mùa xuân em tới trường. Các con cùng theo dõi nhé. Kiểu 1. Kiểu 2. Kiểu 3. Bây giờ, các con hãy sử dụng 3 kiểu gõ vừa rồi để đệm cho bài hát Mùa xuân em tới trường theo video mẫu sau. Lưu ý, chúng ta có thể sử dụng một kiểu gõ cho cả bài hoặc cũng có thể sử dụng cả 3 kiểu nhé. Ngoài 3 kiểu gõ trên, các con có thể tự sáng tạo thêm các kiểu gõ với những động tác khác.
Sau khi học xong tiết học này, các con hãy dành thêm thời gian để đọc thành thạo hai bè của bài độc nhạc số 5 và tập chơi thêm các bè của bài hòa tấu nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong giờ học tuần tới. Thân ái, chào các con.